phim Việt Nam sẽ thiếu đi rất nhiều phần gai cấn nếu như thiếu những vai diễn phản diện. Thường thì những diễn viên sẽ thích đóng nhiều thể loại vai diễn khác nhau, tuy nhiên cũng có một số diễn viên lại rất thành công với một dạng vai duy nhất. Dưới đây là danh sách top 8 diễn viên chuyển đóng vai phản diện ở trên màn ảnh Việt bị khán giả ghét nhất. Hãy cùng một lớp giải trí khám phá ngay nha! 1. Diễn viên Chu Hùng. Chu Hùng là một trong những diễn viên quen thuộc đối với khán giả truyền hình. Nghệ sĩ Chu Hùng được biết đến là diễn viên gạo cội của làng giải trí Việt Nam. Ông ít khi tham gia các sự kiện giải trí và có đời tư kín tiếng. Với vẻ ngoài bặm trợn và gai góc của mình, và diễn viên Chu Hùng là một trong những gương mặt xuất sắc trong những vai diễn phản diện trên màn ảnh Việt. Và cũng chính nghệ sĩ ưu tú Chu Hùng cũng phải tự thừa nhận rằng hình như mặt tôi hơi đều cho nên thường được mời vào vai phản diện. 2. Diễn viên Huy Cường. Đảm nhận hàng loạt vai phản diện gai góc trên màn ảnh, diễn viên Huy Cường cũng là diễn viên chuyển đóng vai ác ở trên màn ảnh Việt. Diễn viên Huy Cường được mệnh danh là trùm phản diện vì đóng rất nhiều vai ác trong các bộ phim truyền hình từ khi bắt đầu sự nghiệp. Và ở trên phim ảnh gai góc là thế, tuy nhiên ở ngoài đời thì anh là ông bố bỉm sữa, có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp là diễn viên Chế Hoàng Lan. Mà có thấy diễn viên Huy Cường là diễn viên đóng vai ác rất đạt hay không? 3. Diễn viên Kim Oanh. Một lần diễn viên Kim Oanh xuất hiện trên phim thì khán giả lại có một dự cảm không lành cho những diễn viên ở trong phim. Sở hữu gương mặt sắc như dao cạo cho nên không sai khi nhận định rằng diễn viên Kim Oanh rất là phù hợp với những vai diễn ác ở trên màn ảnh Việt. Nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh cũng công nhận sự thành công của mình với những dạng vai ác nên cô cũng từng thừa nhận rằng tôi thích biệt danh là bà trùm vai ác. Và cũng có một thời thì diễn viên Kim Oanh phủ sóng màn ảnh với những vai diễn cực kỳ ấn tượng. 4. Diễn viên Cát Tường. Dù sở hữu lúng đồng tiền duyên dáng nhưng với gương mặt cá tính sắc sảo, cho nên diễn viên Cát Tường cũng là diễn viên chuyển đóng vai phản diện nổi tiếng trên màn ảnh Việt. Và từ sau thành công của bộ phim Đồng Tiền Sương Máu, hình ảnh của Cát Tường bị đóng khung cho các vai diễn phản diện. Dù trên phim có gai góc bao nhiêu thì diễn viên Cát Tường ở ngoài đời lại khá lất đận trong chuyện tình cảm. Và thời gian gần đây, khán giả rất yêu thích Cát Tường với vai trò là MC của những show truyền hình mai mối. Cát Tường cùng với Quyền Linh là những ông mai bà mối rất là mát tay. 5. Diễn viên Minh Tuấn. Diễn viên Minh Tuấn thường vào các vai diễn nham hiểm, nịnh bợ và có một chút đều. Chính vì gương mặt đặc trưng của mình mà trong suốt những năm tháng đóng phim hay là diễn kịch thì những vai diễn của Minh Tuấn luôn là những vai phản diện bị khán giả ghét cay ghét đắng. Anh cũng tự thấy bản thân đã trở thành nam diễn viên bị ghét nhiều nhất trên màn ảnh Việt. Và được biết, nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn không chỉ là diễn viên đóng vai ác đạt nhất mà còn là quản lý của nhà hát kịch quân đội. 6. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải chỉ vì là diễn viên chuyển đóng vai phản diện mà bị bố la mắng, hai đứa con còn sợ hãi không dám ngồi gần. Với gương mặt góc cạnh và có phần hơi đểu của mình thì nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải luôn là lựa chọn hàng đầu cho những vai diễn mưu mô, thủ đoạn. Bên cạnh là vai trò là diễn viên chuyển đóng vai ác thì nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải còn là một đại tá công an đấy nhá. Trong 30 năm làm nghề thì ông đã diễn khoảng 50 vở kịch, 15 bộ phim và trong đó có đến 14 vai là phản diện. 7. Diễn viên Danh Thái. Trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Danh Thái thường vào vai tù tội hoặc là có số phận éo le. Đồng thời anh cũng là gương mặt vàng để những đạo diễn yên tâm gửi gắm những vai diễn phản diện trên màn ảnh Việt. Nghệ sĩ Danh Thái thì vốn xuất thân là nghệ sĩ tuồng của nhà hát tuồng Việt Nam. Tuy nhiên với sự thành công của những vai diễn phản diện trên màn ảnh Việt, cho nên nghệ sĩ Danh Thái thừa nhận, chỉ cần thấy anh xuất hiện ở trên màn ảnh, khán giả sẽ nghĩ ngay rằng anh sẽ hóa thân vào nhân vật không mấy tốt đẹp. Thậm chí có nhiều khán giả còn lầm tưởng diễn viên là một sát nhân thực sự vì đóng những vai giết người quá đạt. 8. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Quân. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Quân được biết đến là nam diễn viên bị ghét nhất màn ảnh Việt. Với gương mặt không thể hiền được của mình mà nghệ sĩ ưu tú Quốc Quân quen mặt với những vai diễn đầu trộm đuôi cướp ở trên màn ảnh. Và ít ai biết được rằng trước khi là một diễn viên chuyển đóng vai ác của mình thì nghệ sĩ ưu tú Quốc Quân từng có những năm tháng làm tiếp viên hàng không với nụ cười luôn thường trực ở trên khuôn mặt. Anh từng đóng những loại vai bạm trợn, côn đồ, không thì nếu được ăn diện bánh bao nhưng lại truyền chọc gậy bánh xe, xù nịnh nơi công sở, vân vân. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Quân thường diện những bộ đồ phóng khoáng, bụi bặm với chiếc mũ lưỡi chai thường trực ở trên đầu. Vậy bạn có ấn tượng với những diễn viên chuyển đóng vai ác này hay không? Bạn còn biết những diễn viên nào chuyển đóng vai ác nữa hay không? Hãy bình luận bên dưới cho blog giải trí được biết với nhé. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.